ta qua cái câu chuyện của các bác thì em cũng xin có mấy câu hỏi như này. Các bác nào trả lời cũng được. Cái vùng mình ở đây nó có một cái vị trí rất là gần Sài Gòn, có nghĩa là gần cái trung tâm đầu não của chính quyền Sài Gòn, cũng có nghĩa là người ta có những cái biện pháp rất triệt để ngay khi mà người ta biết có những cái bất lợi cho chính quyền người ta. Ví dụ như là khi mà cái Ba Đèo à? Úc Đèo khi mà chiêu hồi ấy, khi mà cái anh Đèo anh ấy chiêu hồi thì anh ấy báo như thế, và cả cái khu này của mình là cho suốt cho đến cái khi mà anh ấy bị gọi là bị bắn chết ấy, thì là mình đã sống trong một cái nỗi rất là lo sợ. Thế nhưng mà em nghe câu chuyện là cho đến ngày giải phóng thì cái tấm lòng của người dân cũng như phong trào hay là sự che chở đối với bộ đội ở đây thì không thay đổi. Tức là có thể dùng một cái câu mà sách vở người ta hay nói, nhưng em cho rằng cũng còn chưa đủ, đó là kiên trung. Tức là những người phụ nữ ở đây, em thấy chủ yếu là phụ nữ, khi đó đang là những thanh niên hoặc là còn bé, và kể cả những ông già và những bà già, mẹ của các chị ngày đó chắc là cũng nhiều tuổi rồi, thì vẫn một lòng là nuôi nấng và che giấu bộ đội. Thì em cũng rất là muốn hiểu xem là khi đấy không ai là người lại không lo cho cái tính mạng của mình, và còn cao hơn tính mạng của mình chính là cái an toàn của gia đình mình, thì vì sao mà ở đây các bác các chị lại có thể như thế được? Liệu là đấy là một cái tự giác mình là yêu nước yêu cách mạng ấy, hay là có một cái sự có bị ép không? Trong ví dụ như khi mà trả lời những cái người lính Việt Nam Cộng Hòa ấy, mà bác có nói là ban ngày các ông ở đây, nhưng đến khi các ông đi rồi đêm Việt Cộng đến mà tôi không nghe thì họ cắt cổ tôi, thì đó là một cái câu mà mình nói theo gọi là cái chiêu bài, một cái chiêu để mình thoát hiểm, hay là cũng có một cái sự dọa nạt nào đó của những người Việt Cộng, là có bao giờ có? Dạ. Hồi đó ở trong gia đình thì chỉ còn có ba người thôi, tức là thằng em thì đi du kích, ông anh thứ tư thì đi bộ đội, không có nhà. Cuối cùng còn có một mình tôi với ông già bà già nhà thôi, mấy chị thì đi lấy chồng hết rồi. Cuối cùng thì cũng như là ông già cũng muốn bảo vệ cho con mình, con gái mà. Thành thử là khi mà nó vô nó làm vậy thì ổng muốn nói vậy để cho mạnh dạn nó không bắt nạt được ổng thôi, chứ còn thật sự ổng cũng nói đúng ra ổng cũng không sợ. Bởi hồi xưa đó, tôi nhớ ba tôi ổng lụm M79 của nó mà ổng giục nổ, nhớ ở bên sông không. Rồi cuối cùng mấy thằng lính nó nói đặt ổng là ông già 79 không, sao mấy bộ đội về mới nói bác ba ơi, bác ba, bác đừng có lụm, bác đừng có dơ lên nha, lỡ bác thấy bác lụm mà bác thảy vậy nha, bác dơ lên là cái dòng tua nó nổ trên tay bác nha. Kỳ đó ông lụm sao trái 79, M79 lép bên gò, ông quăng cái nổ cái đùng. Cái mấy người lính nó nói bởi đặt ba tôi sao đặt ông già 79 không, chứ đâu có ai mà ép buộc. Nói thẳng nha, đúng là tự giác. Nếu mà hồi đó, nếu mà thật sự lúc mà vô đào hầm phải nói là anh em nói, nhưng mà cuối cùng là ở nhà một đêm mà dám đào xong cái hầm, tôi Đèo với ba tôi đó, lúc là khởi chứng nhất là thằng Đèo về, là cái bài cái hầm đó là thằng Đèo. Chỉ có ba người thôi mà một đêm dám đào xong cái hầm, đâu dám đem đất ra ngoài. Đem đất ra ngoài sáng ngày nó thấy, ủa làm gì mà đất đổ đây, phải đắp cái trong cái nền nhà, làm sáng cho bằng phẳng sạch sẽ đàng hoàng. Hồi đó tôi nhớ làm cái hầm đó là gian nan nhất. Đầu tiên nhất là ông Đèo với ông Tư Sơn này là chở cái hầm đâu về bằng dáng hơi mỏng, ông làm đâu sẵn hết rồi, về đào cái lỗ để cái thùng xuống, cơ khổ để xuống, đậy nắp đồ ra, đắp đất rồi xong xuôi đàng hoàng. Tuổi tới hai ngày sau dở ra nước đầy nhóc, nó nứt mẹ giáo chân, cuối cùng bỏ. Vì bảy sao phải bỏ cái đó, phải đi mua dáng khác, mua dáng mà mua dáng 2-3 phân á, mua dáng mới về khép lại cái thùng khác, rồi đem để xuống, chở xuống dưới đào một cái hầm, để chở xuống dưới đào cái đó, chở lên cạy cái đó bỏ, làm cái khác bỏ xuống. Cuối cùng sao nó cũng dịnh nước nứt nữa, cuối cùng mua xi măng, mua xi măng chán ở dưới cái đít là lúc đó nó mới hết. Là cái hầm đó là tôi nhớ cái bộ dáng gỗ của ba tôi á là 2m8,
bề ngang 1m8 là đào cái hầm xuống làm cái trong cái chẳng xê luôn. Không có chừa lỗ, nhưng mà Mỹ nó đi lúc đó đó có chừa mấy cái lỗ hơi, thì ba tôi ổng hai dựng cái chẳng xê mà ổng hai bỏ sắt góc này mấy cục, góc kia mấy cục, nó đi nó có cái máy rà, nó có cái máy rà, cho nên là khi nó rà ren ren thì lại nó gặp cái sắt này rồi thì nó đâu có làm gì được. Ở dưới hầm có súng mà, cho nên ba tôi ổng cũng biết, ổng để sắt vòng vòng trong cái chẳng xê đinh đồ này kia nọ, vậy ổng để vòng vòng á cho nó không thấy vậy đó, mà khi em mắc kẹt hay gì nó đê kê cái máy rà vô thì trong cái máy nó sẽ kêu reng 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 á, thì nó thấy nó nghe reng reng là nó nghĩ là thế nào cũng có người có súng có ống vậy đó, nhưng mà thật sự lợi thì dở ra thì mấy cái sắt vụn hoặc là cái đinh bự vậy thôi chứ không có gì. Là cái đó là ông già ổng tự ổng làm mà ổng chừa lỗ hơi để cho thở, nhưng mà thật sự tôi nói thiệt tôi có xuống hầm rồi. Cái đêm đó nó lòng quá, bữa đó lòng quá, nó dí bắt quá, anh Tư Sơn nó không được. Tụi bay ở trên bờ, tụi bay ở trên nó bắt tụi bay nó quýnh cái chết, thì tụi bay chịu không nổi, bay khai luôn tới tao sao. Bắt 2-3 anh em xuống dưới cho một bữa đó, ngọt thấy bà nội tôi nói thôi đi ông nội, từ giờ tới chết ở bờ chết tôi xuống dưới đâu. Ngọt quá, khó thở, nhưng mà của tôi cái là ba tôi, ổng không có gì, ổng không có như người ta. Ổng đậy xong lát ông vô ông dở, ổng thăm trần ổng dở lên, bị gì nó nằm trong chẳng xê, nó cũng khuất. Em nghe trong gia đình ấy thì có hai người con trai, người thì đi bộ đội, người thì đi du kích. Mà trong khi như em nói lúc nãy ấy, tức là cái địa bàn của mình thì lại rất gần thành phố Sài Gòn. Vâng, tại sao mình không đi lính Việt Nam Cộng Hòa, vừa có tiền, vừa không bị đàn áp, vừa không phải chui hầm, vừa tức là chọn một cái cuộc sống nó sung sướng hơn. Cô hỏi vậy thì theo tôi nghĩ là hồi xưa đó gia đình đúng là có hai người, ba người con trai, một người thứ tư là ông anh thứ tư đi bộ đội năm 63, thằng em út thì nó đi sau đó năm 70 mấy, còn thằng em thứ tám thì nó ở nhà nó đi dạy học. Nhưng mà cái thời điểm đó là cũng giống như là không ai mà mình biết là dù là vật vã nó khó khăn ác liệt như vậy, nhưng mà mình sống ở cái chế độ hồi xưa đó là bị gì mình sống theo thấy là như ba tôi đó ông ở đó mà giường tược này kia nọ, cái nó bắt dồn dân đi vô trong ấp chiến lược ở hết, rồi giường tược của mình ở ngoài nó đốn nó phá hết, thành thử thì mình nghĩ thì mình cũng nghe được đài báo mà. Ví dụ như nói chứ biết là ở vùng của quốc gia, nhưng mà cũng có Việt Cộng, cũng có sâu trộn chứ không phải không có. Rồi nhiều khi mình cũng nghe đài, mình cũng nghe này kia nọ, mình cũng hiểu được về cách mạng chứ. Chứ đâu phải mình không hiểu đâu, nhưng mà khi em mình nó còn nhỏ mà vậy, chứ mà khi lớn lên rồi sao tự nhiên nó cũng muốn đi, nó đi cho nó đi học đã đời, cái nó trốn thành phố, nó về cái nó đi theo Việt Cộng. Nhưng mà anh rể tôi thì đi lính rồi nha, anh rể là đi lính à. Anh rể đi lính à, có hai anh rể là đi lính à, nhưng mà anh trai với em trai là không có. Dầu gia đình thì nói thẳng ra là cũng không có ai dính líu gì hết. À, vậy thôi, nhưng mà thật sự là cái đó mình nghĩ là chế độ nào cũng vậy hết, nhưng mà mình nghĩ cái nào đó là mình biết là giữ nước, tại vì mình nghĩ là thường thường hay nói là cái gì thường thường hay, tôi cũng nghe hai cái gì đời hai ca gì mà đánh cho Mỹ Cúc mà đánh cho Mỹ Nhào á, tiến lên toàn thắng ắt về ta đó. Thành thử có nhiều khi hồi nhỏ mình nghe nói vậy thì mình cũng vừa Bác Hồ, nhiều khi mình cũng nghe Bác Hồ cũng có những cái câu mà dạy bộ đội này kia nọ đó, có thể mình cũng thấu hiểu được. Nhưng mà ông già mình ngày xưa thì đúng là ông không đi làm gì hết, nhưng mà khi mà đó giờ nói thẳng là hãy hô nói tới lính là ông không ưa thiệt, sự thật mà nói như vậy. Rồi tự nhiên giờ ông thấy bộ đội về ông thương lắm, ông hay đứa nào về nhà mà đứa nào ha, nhà mà có cái gì nó muốn ăn cái gì, bác ba ơi bữa nay con muốn ăn cá, ở sau thì có nhà nuôi cá mà, rồi muốn ăn thì dắt chài xuống bác ăn, muốn ăn gà thì cứ vô chuồng bác ăn, rượu tao ngâm sẵn trong hũ đó, rồi muốn gì cứ lấy uống vậy thôi. Ổng thương bộ đội lắm, nhưng mà mấy người lính vô thì vô kệ mày, thì mày cứ làm gì làm, ổng cũng bình thường, coi như thư giãn không có gì hết, nhưng mà ổng không ưa vậy thôi. Tức là nói chứ người ta làm cách mạng, người ta đi cực khổ, mà mình ở nhà mà
thấy anh em đi cực khổ, mình ở nhà coi chứ cũng phải có cái chí hướng, chứ đâu phải mình nói mình cũng phải xác định được chứ. Xác định được là nước Việt Nam của mình mà người ta qua người ta lấn chiếm, mà mình cũng phải, mặc dù không làm được chuyện lớn cũng phải làm được chuyện nhỏ. Không làm được chuyện lớn thì làm được chuyện nhỏ, chứ bây giờ đâu phải ai cũng ùa. Giống như hồi xưa anh bí thư chi bộ xã, anh Tư Sơn đó, làm quá cái tôi đòi đi, không cho, không được. Em đi rồi ở nhà đâu được, đâu phải đi thoát ly mà làm cách mạng. Em nhớ cái câu mà anh hy sinh là tôi vẫn còn nhớ cái câu, không phải thoát ly làm cách mạng nha em. Ở nhà vẫn làm cách mạng được, chứ không phải là thoát ly mà đi làm cách mạng. Thành thử thôi em cố gắng tránh né để mà các anh còn cơ sở để mà nắm lại được cái tình hình của địa phương mình. Chứ bây giờ em đi, người kia cũng đi hết, thì bây giờ tối mà mấy anh muốn vô bà con thì làm sao vô được. Thì thôi em ráng cố gắng đi, giữ gìn đừng để nó bắt, thứ nhất. Thứ hai thì ráng ở nhà để lo cho ta cho mẹ. Chứ bây giờ đi hết rồi, còn có mình em. Rồi cuối cùng không cho đi, bắt buộc phải ở nhà. Còn chị Tư hồi đó cũng đâu cho đi đâu. Cuối cùng cái đợt sau mà bữa mà dắt chiều mà bắn ông ba Châu chết, chị nhớ không? Nó dí bả quá mà bả chạy lên tôi, bả bơi cái xuồng nó bắn bả. Xuồng bơi tới đây, bắn đạn rớt đó. Vừa bơi qua khỏi nó bắn đạn rớt đó, bả nhảy tới chỗ chòi của ông hay cái cây me của ông hay lé, quăng đạp xuồng chạy vô cứu luôn. Là chị Tư thương xém chết á. Là trước cửa nhà đó, cái bữa chiều đó là bữa ông ba Châu chết ở trên tàu. Mình thống nhất non sông rồi, mình hòa bình. Và em thì là người ngoài Bắc, tức là trong cái lúc mà ở trong này có chiến tranh này kia ấy, thì chúng em ở ngoài Bắc thì lại chịu một cái loại chiến tranh khác, đó là máy bay thả bom. Vâng, bom mà chúng em cũng cái trạc tuổi như chúng em là cũng nhiều lớp học, mà các cháu cũng, tức là lớp học tập trung ấy, là cũng đi cả đấy, cũng ác liệt lắm, cũng nhiều gia đình là cũng không còn ai. Thế nhưng đến bây giờ thì em cũng rất là muốn hỏi các bác một cái điều này. Tức là ở đây thì có hai người bộ đội mà về sau đó thì thành gọi là nằm vùng ở mình ấy, là bác Bằng và bác Miền, thì đều là hai người là Bắc. Và ngày nay ấy thì cái một cái loại dư luận mà trước đây thì chỉ có những người Việt Nam Cộng Hòa nói thôi, nhưng đến bây giờ thì em thấy cũng khá là nhiều người nói. Nhiều có nghĩa là nhiều hơn so với trước đây, nhưng nó cũng là một cái loại luận điệu. Đó là người ta nói là cái cuộc chiến tranh đó là cái cuộc chiến tranh mà của hai miền, và miền Bắc đã xâm lược miền Nam, thì là những người miền Nam gốc như các bác đây. Em rất muốn biết được cái suy nghĩ của các bác về cái điều này như nào, và các bác có thể chia sẻ được không? Và bác nào nói tôi nói cho nó dạ. Tôi nói cái di luận đó là cá nhân thôi, theo tôi nghĩ là thống nhất. Hồi xưa là bác nói là thống nhất sao, giải phóng đất nước Bắc Nam như một, mà thử hỏi miền Nam mà tổng tấn công 5/6/8/6/9 mùa xuân Mậu Thân, tiểu đoàn 6 và nhà anh em đã hy sinh hàng ngàn hàng vạn tỷ đã luộc ở trên thành phố Hồ Chí Minh, giá như không có miền Bắc hỗ trợ lấy đâu mà có miền Nam thống nhất đất nước. Thì nhân dân Việt Nam lúc nào người ta cũng nói Bắc Nam như một. Bây giờ những cái thành phần nó nói như vậy thì cũng cá nhân thôi. Tất cả sinh viên, học sinh, rồi nam nữ thanh niên xung phong miền Bắc vô đây hy sinh biết bao nhiêu hàng vạn tỷ đó. Mà tôi nói giả như miền Nam mình cũng còn một số có mã có mồ, còn như một số anh em miền Bắc, còn một số nữ thanh niên xung phong hy sinh ở chiến trường Láng Le nè, ta nằm dưới dòng sông thì có ai lấy cốt chưa? Thanh niên xung phong hy sinh có chưa? Hiện bây giờ phải nói là hàng vạn tỷ ở đảo Phú Quốc có lấy cốt được chưa? Cho nên cái này mình nói mình phải suy nghĩ thống nhất hai miền là miền Nam với miền Bắc, thống nhất. Chứ không phải miền Nam làm sao giải phóng được dân tộc. Miền Nam cũng là hầu đó thằng thực dân Pháp nó chia miền Nam, miền Bắc, miền Trung, đặng dễ nó cai trị. Nhưng mà bây giờ những cái thành phần người ta nghe cái lời nói đó thở ra cái người ta nói Bắc kỳ, Nam kỳ, Trung kỳ. Cho nên cái này mình có hiểu về cái ngôn ngữ và cái phân chia giai cấp của thực dân Pháp. Mình ba đời bị xâm lược mà.
tôi nhỏ chứ tôi biết, tôi nghe ông già tôi kể lại, nhưng mà không có ai nói vậy đâu. Có mấy cha mà thành phần giai cấp á, đi lính Sài Gòn á, về bất mãn mới nói bậy vậy thôi. Tôi nói thiệt, chồng tôi dân tộc Thái Nguyên nè, tôi có hai dễ, thằng ở Nghệ An, thằng ở Quy Nhơn nè. Ta nói ta đi ngang nhà tôi tự nhiên người ta nói nhốt ổ bất kỳ, tôi đéo mẹ tôi núp giác đá tấm không biết ai. Cái đó tôi nói thiệt đó, cho nên mình phải hiểu. Vâng, bây giờ thì dạ, bây giờ thì em muốn một cái điều cuối cùng nữa, tức là sau những cái hy sinh mất mát mà mình đã dáng hết sức có thể để cho cái cuộc cách mạng được thành công, thống nhất đất nước, giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do, thì ngày nay sống trong đất nước hiện nay cũng có còn nhiều những cái điều bất cập, những cái mà có thể tức là chính quyền chưa có đủ cái quan tâm đầy đủ đến các thành phần xã hội, trong đấy có như là chị em mình, ví dụ như những cái công lao đóng góp chưa được ghi nhận đến nơi, có thể là do cái điều kiện của đất nước rồi hoàn cảnh kinh tế rồi vân vân, cũng có thể là do cái trình độ anh nhỉ. Vâng, thì là rồi nhận thức nữa, cho nên là nó có những cái điều mà những người tham gia kháng chiến, những cựu chiến binh còn nhiều thiệt thòi. Em đi nhiều và em gặp nhiều thì em biết còn nhiều thiệt thòi, và có những điều là sự thật còn chưa được trả lại cho đúng cái mà nó đã diễn ra. Thế nhưng em cũng biết rằng là ở đây thì hầu hết các bác, mà có thể nói là có khi là 100% ấy, đều là đảng viên cộng sản. Thế và em muốn qua tất cả những cái điều đó thì hiện nay cuộc sống của các bác có thể là chưa được bằng người khác, những người mà thậm chí họ chẳng tham gia cách mạng ngày nào, và có khi là cái lúc mình hy sinh đó thì họ lại đang kiếm lợi bằng những cái nghề khác chẳng hạn, nhưng bây giờ thì họ lại đang rất giàu có, ví dụ như thế. Thế nhưng mà hiện nay thì cái cuộc sống này thì em nhìn đây các bác thì em thấy, em tin là các bác cũng rất là hài lòng và tức là cảm thấy là gọi là viên mãn thì nó cũng chưa hẳn, đúng không ạ? Nhưng mà em nghĩ là chắc chắn là các bác vẫn luôn suy nghĩ rất tích cực. Ví dụ như ngay khi ban đầu là đã rất là chấn áp nhà đài đấy, ý là không được nói xấu chính phủ, đúng không ạ? Đấy, cái đấy là nói chung em rất cảm động đấy. Đi đến đâu nhân dân cũng rất là cảnh giác, và đó là cái rất là tốt mà những cái thành phần như bác vừa nói lúc nãy ấy, thì muốn khoét sâu vào, muốn gây một cái chia rẽ giữa nhân dân và chính phủ, muốn gây mâu thuẫn, gây chia rẽ, tạo khoảng cách, thì họ sẽ không đạt được. Nếu như tất cả người dân đều như bà con ta ở đây thì trước đây khó khăn như thế mà mình vẫn một lòng theo cách mạng. Cho nên em nghĩ là bây giờ thì chắc là không có gì để mình không theo nữa. Tuy nhiên thì em vẫn muốn biết là các bác có hài lòng với cái cuộc sống hiện nay của mình không? Ví dụ như là con cái học hành rồi này kia các thứ đấy thì là mình thì giờ nói một chút là hòa bình, dĩ nhiên là làm ai cũng phải có cái cuộc sống, làm nó cũng phải, nó không ai ràng buộc mình, thì tự mình làm, mình bươn chải, mình dạy dỗ cho con mình sau này. Ví dụ như giờ mình già rồi, giờ con mình thì mặc dù con mình không đi làm được việc cho nhà nước, nhưng mà ở nhà mình cũng giáo dục con mình như thế nào sống cho nó tốt, sống trên xã hội cho nó tốt, hoặc là không có gây phiền hà gì cho hàng xóm, thì con mình dễ dạy thì mình cái đó mình cũng thỏa mãn lắm rồi. Nhưng mà giờ còn sống thì ngày nào thì được mừng ngày đó, khi mình chết rồi còn con mình cháu mình lớn lên nữa sao thì mình không biết nó muốn làm sao nó làm. Nhưng còn bây giờ thì nói chứ ai cũng vậy, ai cũng có gia đình, ai cũng có con, nói chứ ai cũng muốn con mình lớn lên rồi nghe lời cha lời mẹ để mà nó sống cho tốt với xã hội. Nhưng mà nói chứ ví dụ giờ 5-7 đứa con chắc cũng phải có đứa, cái đó mình cũng phải thông cảm người này với người kia, nó vậy thôi, chứ đương nhiên ai cũng phải thỏa mãn với cái cuộc sống hiện giờ hòa bình rồi mà, thì giờ muốn gì không cũng phải nói là như thế vậy giờ thôi. Thưa quý vị và các bạn,
Như vậy là trong một buổi chiều gói gọn trong khoảng gần 2 tiếng đồng hồ, quý vị và các bạn đã nghe những câu chuyện của những người phụ nữ nông thôn miền Nam ngay sát nách Sài Gòn. Tuy nhiên thì khi tôi về đây tôi nhìn cái vùng này rất nông thôn, rất là nông thôn. Và nghe câu chuyện của những người gọi là du kích cũng không đúng, có thể gọi là cơ sở cách mạng. Cơ sở cách mạng. Và như thế thì qua cái cách nói chuyện của các chị, các mẹ, tôi có nghĩ rằng cái vùng này không phải là các nhà cơ sở cách mạng mà nó là cả một vùng cơ sở cách mạng. Và những chiến sĩ của chúng ta như là anh Bằng đây, người đặc công được đào tạo bài bản từ Bắc đưa vào, thì đã trở thành một du kích địa phương. Và anh sống chiến đấu được là chính là nhờ ở những người phụ nữ này. Tôi rất muốn các bạn biết đến một xã nhỏ Tân Nhật ở ngay sát cạnh. Đó là một vùng được gọi là vùng lõm. Và các bạn đã biết qua câu chuyện của người đặc công anh Nguyễn Văn Miền, mà tôi gọi là đặc công vùng lõm. Và hôm nay thì chúng ta đã ngồi ở đây. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Và cũng rất cảm ơn các chị, các mẹ, các anh đã đồng ý tham gia chương trình và chia sẻ với quý khán giả của Uyên Uyên Việt Nam. Và bây giờ thì chúng tôi được mời dùng một bữa cơm chiều. Hôm qua tôi có nghe bác Miền nói là các chị nhậu rất giỏi. Và tôi cảm thấy đang lo sợ. Và ngoài kia giữa sân thì tôi thấy có một chiếc bàn tròn đã hạ xuống và những chiếc ghế nhựa đỏ vành chung quanh. Các bạn hãy cùng dùng bữa với chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thôi, rồi em cảm ơn các bác.